Ây da, ở đây là đâu vậy ta? Chớp mắt một cái là tới luôn rồi. Super Wing, đội bay siêu đẳng đã tới Việt Nam. Giữ chưa các em ơi, anh xin trân trọng giới thiệu quảng cáo với các em. Đây là một cái sản phẩm mà anh Thành mới biết được. Và đây cũng là một người bạn rất là quen thuộc của chúng ta trong cái bộ phim Super Wing đội bay siêu đẳng. Bạn đó tên là Tino. Nếu mà lần trước á, tập trước anh có giới thiệu các em một cái phiên bản của Tino, nhưng mà nó cũng nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Nếu mà các em muốn coi lại cái bộ sưu tập của tập trước á, thì chúng ta có thể click vào link phía bên đây để mà coi lại. Nhưng ngày hôm nay Tino của chúng ta đã thay da đổi thịt. Tino này là Tino phiên bản siêu to khổng lồ nha các em. Rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra còn có khả năng xả khói nữa. Có đèn, có tiếng, có thể thả khói được nha các em. Rất là tuyệt vời. Và anh thấy đây là một người bạn khủng long siêu to khổng lồ, siêu bự mà cực kỳ đáng yêu luôn các em ơi. Màu sắc phối với nhau mô phỏng cũng tương đương y chang như trong phim Super Wing đội bay siêu đẳng mà anh đã được biết. Còn thêm nữa nè, những cái điểm nhấn màu cam ở chỗ này các em thấy không? Nhựa trong suốt. Mà nhựa trong suốt như thế này là cái gì? Để mình sáng đèn các em ơi. Hiệu ứng đèn rất là đẹp luôn, rất là mượt mà. Bên cạnh đó, Tino của chúng ta có chi tiết rất là sắc sảo rồi. Mà những cái khớp cử động cũng rất là đơn giản đó. Mà khi mà chúng ta cử động là có đèn nha. Cử động tới đâu có đèn tới đó. Đó. Đây cử động được nè, đó, thấy chưa? Mà khi mà chúng ta cử động á, nghe tách 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 rất là vui tai. Còn ở phía bên đây á, thì chúng ta sẽ có thêm những cái tư thế khác của Tino. Đó. Rồi đặc biệt á, là Tino của chúng ta có thể mà phun lửa được. Phun lửa được nha. Ở trong phim á, thì phun lửa. Nhưng mà đồ chơi của chúng ta á, thì mô hình mô phỏng thôi. Nó sẽ là phun xương. Phun xương nhưng mà phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái bộ phận đèn nữa. Để mà khi mà phun ra các em sẽ thấy nó màu cam cam, nó giống như là lửa giống trong phim vậy đó. Và sở dĩ bạn Tino của chúng ta có thể mà phun xương, phun khói, phun lửa được thì đó là nhờ cái chỗ này nha các em. Ngay phía trên đỉnh đầu chúng ta sẽ có một cái bộ phận này. Và ở trong cái hộp sản phẩm á, là chúng ta sẽ có luôn một cái chai nước như thế này nha các em. Các em chỉ cần đổ nước vào vị trí này đó, cứ bơm hết vô các em ơi là đủ ha. Rồi xong rồi nè, đẩy lại để kích hoạt cái tính năng mà phun xương phun lửa của nó. Là chúng ta chỉ cần đẩy cái đuôi xuống rồi tự phun liền các em. Đó, thấy chưa, đẹp ghê chưa, rất là tuyệt vời, rất là hay luôn nha. Cái nhân vật Tino này đó là một cái nhân vật phải nói là huyền thoại ở trong bộ phim. Tại vì đó là sau một khoảng thời gian rất là lâu, rất là xa xưa, bạn này bị mất tích. Tự nhiên tới một cái phần phim trước, bạn này lại xuất hiện và có cái sức mạnh phải nói là vô song, sức mạnh vô địch, có khả năng phun lửa và cũng là một cái thành viên rất là hả mẫn cán trong đội Super Wing đội bay siêu đẳng, chuyên làm những cái nhiệm vụ giải cứu. Và đây cũng là một trong những cái nhân vật rất là được yêu thích. Sơ sơ về nhân vật như vậy là các em cũng thấy đây là một nhân vật rất là đặc biệt và dễ thương đúng không? Rồi ở đây là chúng ta còn có một cái nút, đó là cái giống như là cái sừng ở trên lưng của bạn đó. Khi mà chúng ta bấm vô là cũng có đèn đó các em. Có đèn, có nhạc rất là hay, y chang như trong phim luôn. Ở đàn hát nè. Rồi còn một cái nữa là khi mà chúng ta di chuyển chân của bạn này thì cũng sẽ có đèn, có nhạc đi theo luôn nha. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, vừa đi vừa phun khói luôn. Năm bước, sáu bước, bảy bước, tầng, không thể nào tưởng tượng được đã có một cái món đồ chơi mô phỏng y chang như trong phim như thế này. Quá tuyệt vời luôn các em ơi. Báo động, báo động đâu vậy ta? Alo, alo. Rồi. Các bạn ơi, ở bên rừng đang bị cháy. Bây giờ anh sẽ đem đi Tino của chúng ta đi chữa cháy nha các em. Đi hỗ trợ. Rồi, đi lại kia. Dung nham đã bao phủ cây cầu rồi, chúng ta đã mắc kẹt. Quyền thoại khủng long Tino có thể giúp. Hả? Anh chính là Tino đây. Đã tới lúc hóa sáng rồi. Đội bay siêu đẳng vô cùng siêu cấp. Hợp nhất sức mạnh, chúng băng triển khai. Súng bắn tấn công. Không kịp thời gian rồi, dung nhập cao quá, phải làm sao đây? Sparky khổng lồ đến đây.
Cuối cùng thì anh cùng với Tino đã giải quyết được cái đám cháy rồi các em ơi. Cái đám cháy đó thật ra thì nó cũng rất là nguy hiểm, và bạn Tino cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tuy nhiên một mình Tino và anh Thành thôi cũng là không có đầy đủ, không có đủ sức. Chúng ta cần thêm những cái người bạn rất là chuyên môn và chuyên nghiệp nữa thì chúng ta mới thành công. Đó chính là người bạn này. Đó. Quá nhiều thứ luôn, quá nhiều linh kiện luôn các em ơi. Trời ơi, anh xin giới thiệu với tất cả các em, đây chính là xe cứu hỏa Sparky khổng lồ. Nếu như mà cái sức mạnh của bạn Tino của chúng ta đó là cái sức mạnh rất là khỏe nè, rồi có khả năng là vượt chướng ngại vật, rồi nói chung là khỏe đó, thì như đó cũng không có đủ. Chúng ta phải cần có những người bạn giống như Sparky khổng lồ, là những trang thiết bị khí tài để mà chúng ta có thể mà chữa lửa nha các bạn. Và chúng ta sẽ có một cái sản phẩm rất là bự ở đây, đó là Sparky. Sparky trong cái phim Super Win đội bay siêu đẳng là một trong những người cực giỏi, cực nhanh nhạy trong những tình huống chữa cháy. Bạn ấy đó có đủ tất cả những dụng cụ chữa cháy chuyên nghiệp. Phải nói đây là một bộ sản phẩm là bao hay, bao ngầu và bao đã mà anh đã được biết ở Super Win đội bay siêu đẳng. Ở đây đó, anh nhìn sơ sơ trên hộp hàng hồi nãy đó thì anh đã thấy được đó ba chế độ chơi luôn nè. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ có là xe cứu hỏa. Cái thứ hai á, chúng ta sẽ có là trạm cứu hỏa khổng lồ. Thế thứ ba á, là thang nâng cứu hộ. Anh sẽ hướng dẫn cho các em chơi trong ngày hôm nay. Theo anh thấy á, thì ở đây chúng ta đang trước mắt làm có rất là nhiều trang thiết bị ở đây nè. Ở đây giống như những cái đống lửa để mà Sparky có thể tập huấn nè. Ở đây là có những cái cục tam giác này là để cảnh báo nguy hiểm nè. Ở đây là những cái khung này là để mà Sparky có thể cái khung về mình những bình chữa cháy nè, những trang thiết bị nè của Sparky đang có nè. Còn đây chúng ta sẽ có thêm mini figure của Chetty Chớp. Rồi Chetty Chớp sẽ hỗ trợ Sparky ha. Bên cạnh đó là chúng ta cũng có DZ nữa. Và các bạn Chetty Chớp và DZ này cũng có khả năng biến hình ha. Ví dụ như anh là thử con Chetty Chớp đi. Đây anh biến hình nè. Coi biến hình nha. Đó, biến hình thành sang dạng robot nè. Rất là đơn giản, chỉ với 4 bước. Đó, thấy chưa? Đó, rất là dễ thương ở đây luôn. Rồi, bây giờ anh biến lại thành máy bay nè. Đó, gặp hai cái tay vô lại, dở cái này lên, rồi chúng ta sẽ biến thành dạng máy bay. Ok, rất là tuyệt vời. Còn đây là bạn DZ của chúng ta. DZ thì cũng biến hình tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ dở như thế này ha. Đó, đang là form trực thăng. Đang là kiểu trực thăng. Sẽ biến thành robot rất là nhanh. Đó, rất đẹp các bạn ha. Đó, trông như thế này. Rồi, em cho bạn này đưa đây đi. Rồi, cũng không thể nào mà không nhắc đến người bạn to bự, siêu to khổng lồ của ngày hôm nay. Đó là bạn Sparky ha các em ha. Đây, Sparky của chúng ta này, có rất là nhiều. Bây giờ mình nhìn anh rất là tuyệt vời ở đây. Thứ nhất là có tiếng nha các em. Bấm vô nút ở trên đầu này là chúng ta sẽ có tiếng, là có âm thanh nè. Có âm thanh và ánh sáng sẽ cứu hỏa luôn nha. Rồi chúng ta có thể di chuyển nè, rất là mượt mà ha. Đó, thấy chưa anh để ngang để lên để xuống nè, là một chiếc xe được ha. Rồi bên cạnh đó là các em có thể là cứu hộ khẩn cấp và nhanh bằng cách là dỡ cái thang cứu hộ siêu dài này lên. Đó, siêu cao luôn ha, siêu dài luôn ha. Trong những cái tình huống mà cần mà sự nhanh gọn á và chữa cháy ngay lập tức á, là chúng ta sẽ lên cái thang như thế này. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có một cái này giống như vòi phun nước á các em. Chúng ta chỉ cần xoay cái này thôi thì chúng ta sẽ bắn được những cái tia nước. Ở đây anh đang chuẩn bị sẵn 3 cái tia nước rồi. 2, 3, bắn. Chú. Tiếp nha. Chú. Cái cuối nè. Chú. Rồi vậy các em ơi. Rồi, nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta chưa có giải quyết được ngay lập tức bằng cái cách nâng thang và chữa cháy á, thì chúng ta có thể là biến bạn Sparky này thành một cái trạm cứu hỏa luôn nha các em. Đây, bây giờ anh sẽ mở ra thành một cái trạm cứu hỏa siêu to luôn nha. Rồi. Ở đây á, ở phía bên này của chúng ta sẽ là bạn Sparky. Bấm rồi có đèn có nhạc ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái trạm phun nước. Các em chỉ cần dỡ này ra thôi.
này một cái trạm phun nước để chúng ta có thể chữa lửa. Rồi có thể xoay 360 độ luôn nè. Đó, 360 độ luôn nè. Rồi nhấn vô 360 độ. Còn phía bên đây chúng ta sẽ có nguyên một cái đường băng như thế này để cho bạn Chetty Chop có thể là xúc kích. Và trong cái trường hợp là chúng ta cần bạn Chetty Chop đi trinh sát về cái địa hình cũng như là địa vật ở trong rừng hoặc là ở chỗ mà đang cháy á, sẽ như thế nào, và bạn Chetty Chop sẽ thông báo thông tin về cho toàn đội. Thì chúng ta có thể là phóng bạn Chetty Chop bằng cách bấm vô nút này, bấm chúng ta cũng có thể thả bạn Chetty Chop đi theo đúng đường băng của mình, và bạn Chetty Chop sẽ xuất chiêu như thế này, kiểu vậy hả các em ha. Ở đây chúng ta sẽ có thêm bạn DC nè, bạn DC cũng có thể là trực thăng lên thẳng nè, DC đi cũng đi có thể là như vậy luôn đó. Gắn lại thành cái form trực thăng đi, rồi bay trực thăng. Ok, và ở đây chúng ta có thể gắn thêm nữa, còn nữa nha, chúng ta sẽ tháo này luôn nha các em. Tháo này ra luôn ha, tháo cái nòng này ra luôn. Và chúng ta sẽ làm một cái đường băng siêu dài ở phía trên này để cho bạn Chetty Chop có thể phóng xuống từ phía trên cao nhất của Sparky và xuất chiêu luôn. Đó, xuất kích. Đây. Rồi, chúng ta sẽ nâng cái này lên chút xíu ha các em ha. Đó. Còn đây là bạn Chetty Chop của chúng ta. Rồi, chúng ta phóng Chetty Chop nữa. 1 2 3. Quá hay luôn các em ha. Lại lần nữa nha. Rồi, vào vị trí ha. Bây giờ chúng ta sẽ phóng Chetty Chop một lần nữa. Anh biết là Chetty Chop hôm nay hơi mệt, tập huấn hơi mệt, nhưng mà anh cũng sẽ dùng Chetty Chop để mà biểu diễn cho các em. Đó, 1, 2, 3. Wow, mạnh rồi các em ơi. Đó, xuất kích. Rồi, báo cáo về cho Sparky. Toàn bộ khu vực của chúng ta đang rất là an toàn, đang rất là an toàn, chuẩn bị đón Christmas. Và nếu như mà bạn nào muốn sở hữu Sparky, chúng ta có thể lên trang web www.mycadum.com.vn có khuyến mãi trong mùa Giáng sinh này. Rồi, đáp xuống nè. Rồi, để mà chúng ta có thể tập huấn nhiều cái kiểu để mà phòng cháy chữa cháy á, chúng ta sẽ có thêm một số cái trang thiết bị sau đây. Rồi, nó sẽ có tất cả những trang thiết bị như thế này nha các em. Đó là ba cái ụ tam giác nè, ba cái đốm lửa giả định nè. Ở đây là có những cái bình xịt cứu hỏa nè. Rồi có Chetty Chop cũng như là DC nè. Ở đây chúng ta một khẩu thần công chữa lửa nè. Còn phía bên đây là bạn Sparky của chúng ta. Rồi bây giờ anh sẽ ráp Sparky trở lại thành dạng xe ha. Áp dụng cái cách mà rất là mang tính chuyên nghiệp của Sparky là chúng ta sẽ chơi vui, chơi lớn, chơi xong gọn gàng. Thì chúng ta sẽ cất luôn những cái trang thiết bị nào bên trong Sparky. Đó, bỏ vô bên trong đây luôn nha các em. Bỏ vô bên trong luôn, cất luôn. Còn bạn Chetty Chop của chúng ta sẽ ở đây. Mình đến Chetty Chop ở đây. Ok, rồi miếng đỏ đỏ này chúng ta sẽ cất vô luôn nha. Cất vô luôn, đó. Cất vô luôn, khỏe luôn. DJ cũng sẽ được cất vô trong đây luôn ha. Đó, đậu đây luôn đi. Đó, còn cái miếng này của chúng ta là chúng ta sẽ... Ủa cái này anh cũng không biết bỏ ở đâu ta. Bỏ ở đâu ta. Nếu mà em nào mà có sở hữu Sparky rồi thì các em có thể comment cái cách mà để anh cất luôn cái cục này vô ha. Chứ bây giờ anh thấy nó cũng hơi hết chỗ nha. Thôi không làm được, rồi để cho bạn Tino giữ đi. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng thử sợ mất đồ ha. Rồi lại đây giữ luôn. Rồi. Rồi, đi. Từng 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 từng. Rất là gọn gàng các em ha. Rồi, xuất chiếu. Làm lần nữa đi. Và các em ơi, chúng ta đã mở hộp và chơi thử những cái sản phẩm mà rất là đặc biệt của Super Win đội bay siêu đẳng ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay, chủ đề của ngày hôm nay đó là chủ đề gọi là siêu to khổng lồ, không bự, không review nha các em ơi. Và đây chúng ta sẽ có là bạn Tino phiên bản siêu to khổng lồ và bạn Sparky phiên bản siêu to khổng lồ. Cho nên là ngày hôm nay sẽ là siêu to khổng lồ. Rất là vui các em ha. Anh xin nhắc lại ở đây chúng ta có mô hình của Tino, một trong những cái sản phẩm rất là dễ thương. Đó, có đèn nè, phun lửa nè, phun khói
mới được nè, siêu đẹp luôn. Còn phía bên đây á, là bạn Sparky này, chúng ta sẽ có được rất nhiều trang thiết bị, dụng cụ khí tài để mà chúng ta có thể cứu hộ cũng như là cứu hỏa, cũng rất là có ý nghĩa. Và tất cả những cái sản phẩm này đang có chương trình khuyến mãi lên đến 40% có mặt tại My Kingdom và các cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc. Còn bây giờ thì nếu mà các em muốn sở hữu sản phẩm này, các em có thể lên trang web www.mykingdom.com.vn hoặc các em sẽ ra ngay My Kingdom gần nhà mình nhất để mà sở hữu ha. Rồi, rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa, đến từ Super Win, đội bài siêu đẳng. Còn chơi gì nữa, đến My Kingdom ngay nào.